Bắt quả tang nha chị Hoa, ngồi dòm hình nhân tình rồi cười kha 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 với một bà điên. Chị cười kha kha nào, ta cười mỉm chi thôi chứ bộ. Thôi đi, chị. Thôi đi, em biết nè, chị cười mỉm chi á là cái bề ngoài thôi, chứ thiệt ra cái nội tâm của chị là cười kha kha kha. Đừng có qua mắt em. Bé ba thám tử hả, trong xóm này tao nói chuyện gì cũng biết hết trơn, từ đầu trên chú xóm dưới ai làm cái gì em đều nắm trong lòng bàn tay. Khai đi. Đi đi chị, lại lớp. Khai đi. Anh Bi với ai? Chị đang hồi hộp lắm đúng không? Không có mà. Sao? Cái này là dối lòng nè. Không có mà sáng giờ nha. Em thấy chị đi ra ngoài ngõ đó, chị dòm qua dòm lại về phía nhà của anh Bi nè. Đó, chờ ông về đúng chưa? Thì có, nhưng mà có chút xíu thôi, chứ không có đến nỗi hồi hộp quá mất như em nói. Thôi, đừng có xịa, đừng có xịa. Mà nè. Gì vậy? Gì vậy chị ba? Gì vậy trời? Xong đi thay đồ đi. Trời ơi, đừng nói nha. Chị đón ông về chị mặc đồ này á hả? Chứ sao? Trời ơi, thấy ghê lắm. Chị đừng có để mà ông vừa bước xuống sân bay là ông quay ngược về luôn à. Sao vậy? Hả? Trời ơi, bộ đồ ghê quá. Đồ đâu ạ? À? Em nói gì vậy? Trời ơi, bộ đồ này á là hồi mà trước khi đi du học á, ảnh có dắt chị đi ra ra ngoài chợ mua vải, rồi hai đứa dắt nhau đi may đồ chứ bộ. Cho nên bây giờ cho dù nó cũ cách mấy đi nữa chị vẫn phải mặc. Như vậy nó mới tình cảm. Hồi đó giờ mấy năm rồi? 2 năm 4 tháng 3 ngày. Trời ơi, hèn chi cái bộ đồ của bà nó cũ gần bằng cái đùi dẻ luôn vậy. Chị Duyên, chị Duyên quá nè. Thôi, chị phải thay đồ lên rồi. Má! Gì má đi, từ sao mà nghe mày cười kha dữ vậy? Còn á, con đang nói chuyện tâm sự với chị Hoa má. Vậy hả? Trời ơi, má công nhận nha. Má có được chị Hoa là người đàn bà cuối cùng còn sót lại về tình cảm của 2000 năm trước. Đứng này, đứng này. Mẹ vô Duyên quá đi. Má, má coi là chưa chi nó kêu con đàn bà rồi, con lấy chồng mình nào mà nó kêu đàn bà. Quên, người con gái của 2000 năm trước. Cha, con mẹ ăn mặc rồi, đón đầu mặt giống như mèo đi cha. Mới mua đồ Sida đó, con nghe anh Bi về con đi sắm bộ đồ liền. Cá 7000 nè, đó, đẹp không? Con ơi, sang ghê ấy nha. Kiểu này má nghĩ chắc mày ế dạo quá mấy ba ơi. Trời, má nói sao á. Bé ba thám tử mà ế vợ là con thiệt á. Mấy đứa con gái ở trong xóm này nó mù hết luôn. Ừ. À, nó tới Bi mới nhớ. Dạ. Hình như nó về rồi đó. Ủa vậy hả má? Ừ. Trời đất ơi, cái bả kìa. Nó sốt ruột cái kìa. Thấy chưa, vậy mà kêu không nôn. Mà nãy đi chợ, rồi cái bà về má nghe ba, mới thấy nhà tự nhiên sao mà bà con lối xóm nào đông đen nghịch ở trước nhà đó. Dạ, dạ. Nam mới nghĩ là nó về. Dạ mới má, về. Má vô để coi cái mặt nó ra sao. Rồi má thấy anh vô, không má? Má vô không? Anh có lạ lắm không má? Đông quá đi về luôn. Thì tao biết trước sau chiều đó mới ghé thăm thôi. Ừ. Nè, dạ, đây. Bó đầu giờ rồi nè. Dạ dạ. Ừ, bây giờ con đi xuống dưới nha. Dạ. Con lạc rồi nè, nấu canh đầu giờ. Dạ rồi con cá đi. Nấu canh chua hả má? Ghê chưa? Chua dạ. Chua vậy? Đó, nấu canh đầu giờ là canh chua trời đó. Cái con nhỏ này rối trí chờ người tình. Cá lóc này mình kho thơm được không má? Kho được. Kho tiêu. Nhớ thằng Bi nó ăn khoái ăn cá lóc kho tiêu không? Dạ nhớ. Tiêu cho nhiều cho nó thơm hay chưa? Dạ dạ rồi má. Ừ. Con mắt. Rồi xong. Dạ để con xuống con lấy cho. Không nữa. Dạ. Trời đất ơi, con làm đâu? Đàng hoàng chứ con. Mình lớn rồi phải, mình còn nhỏ nha con nghe. Đi làm ơn đi ra ngoài vườn đó, hái giùm cho má mớ rau má nghe.
Rồi mày rửa cho sạch kinh tao đi. Không thôi rửa có nước này rồi dơ lên chưa. Rồi để chiều vậy. Dạ. Tuân lệnh mẫu thân. Con đi đây. Ơi, thiệt tình á. À, để má cho. Qua ơi. Để con nhặt ra rồi má. Thôi 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 dạ. Để má vô ha, má ấy một cái em cho nha. Thôi má, má cứ để nó đi, hồi nữa con làm được hết rồi má. Thôi thôi, để má làm ngon hơn nha. Để má làm. Dạ. Chà. Rồi đó, để con cá rồi lát kho. Hey. À, Bi đi thì mấy năm rồi con? Dạ, 2 năm 4 tháng 3 ngày rồi đó má. Trời ơi, nhớ dài dữ vậy đó hả? Ừ, mà nó nói nó qua bên Đài Loan. Dạ. Mà nó học gì bển con? Dạ, con cũng không biết nữa. Anh nói với con là anh qua anh học kinh tế, kinh tế, kinh doanh gì đó má. Nhưng mà anh không có nói rõ, tại vì con cũng không có rành lắm cho nên con không có hỏi kỹ. Nào giờ tao nghe nói là đi du học á. Dạ. Là học bên Tây, bên Pháp, bên Anh. Học gì bên Đài Loan trời. Mà đừng nói tao qua bển học kiếm hiệp là coi ba cái phim trưởng, phim bộ không nha mày. Má, trời ơi, tao bỏ tiền ra tao đi du học thì phải học cái gì chứ ai mà qua anh bển để coi phim á má. Mà biết rồi, nó học cái gì cũng được. Dạ. Nó học ở bên đâu cũng được. Miễn là nó học cho thật giỏi. Rồi về đây á, đi làm việc là tốt rồi ha. Ừ, nhắc tao nhớ. Sao nữa má? Tính hỏi mà quên. Dạ. Má thấy cái dạo sau này á, hình như là thư từ con với nó là như ít lại phải không? Chứ mọi thường má thấy tuần nào là cũng 2-3 lá sao thì má thấy ít à. Tụi bay có gì nhau không? Dạ không có. Tụi con vẫn bình thường thôi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu má. Ừ. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc này ảnh mắc bận học nhiều quá cho nên ít chiếc thư về cho con thôi má. Ừ thì má hỏi là má hỏi vậy thôi. Dạ. Chứ má biết bay chơi nhau từ nhỏ tới lớn, hàng xóm với nhau mà. Dạ. Rồi bên bển á, chứ là bên mình là cũng thân nhau. Dạ. Chỉ chờ thằng Bi nó học cho thành tài. Rồi là coi như là cho hai đứa bay làm vợ làm chồng. Chà, dạo này chắc nó lớn bộ rồi nha. Chắc tao nhận không ra nó mày ơi. Thôi, ấy xong đi rồi vô nấu canh. Thôi để tao làm luôn cho. Thôi má, nó cứ để đó làm thôi mà. Sữa này để con rối quá rồi bây giờ nghe nè. Dạ. Nghe là má dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đi. Dạ để, rồi, để rồi, má làm cho rồi má nấu cho nha. Dọn dẹp đi nghe chưa. Dạ, thì, dạ được rồi má. Ừ, rồi thôi. Để con đem cái này xuống nhà rửa. Quá. Má vô nhà chưa? Vô rồi. Cả giờ mày đứng đó mày rình phải không? Má kêu để thấy sao? Mẹ mày có đi. Thấy được chưa? Không, không sao đi vậy? Em chạy qua nhà bển. Rồi mày làm gì anh bển? Nghỉ. Đi qua bển mình coi không khí nhà bển làm sao. Trời đất ơi, nhà người ta mới anh Bi mới vừa về á. Ừ. là công chuyện bù cú anh bển á, qua anh bển làm rộn chuyện nhà người ta phải không? Không có rộn. Mình qua mình rình coi. Trời, công việc không khí nhà bển tấp nập dễ sợ. Dữ dội vậy hả? Ờ. Bà làm vậy? Trời ơi, thì xếp hình. Xếp gì? Xếp thuyền. Trời. Xếp thuyền. Thì mắc gì Bi nhiêu tuổi ngồi chơi xếp thuyền? Em biết không, cái thuyền này nè, hồi mà anh Bi với chị á, hồi mà mới có 13 tuổi á, trời ơi, tụi chị á, thường thường ha, hay chưa đâu có ngủ đâu em, cái lấy giấy ra nè, xếp mấy cái thuyền này ha, rồi cái đi qua nhà hàng xóm á, hái quà, chất đầy thuyền nè, xong rồi mới thả xuống cái mương á, cho nó trôi. Rồi vui lắm em ơi, có bữa hai đứa chị giỡn quá trời quá đất luôn. Giỡn đến nỗi mà té ập xuống mương luôn, quần áo mà như là tao nói nó ướt nhem ướt nhẹp luôn á. Mà trời ơi vui thiệt là vui luôn. Em biết sao không? Bữa đó má ra đó má đánh quá trời. Gì vậy? Tôi lại chị quá. Mày vô duyên quá đi. Trời ơi, cái sớm này nó nói em khùng á, chứ thiệt ra lại thấy chị mới khùng á. Hết chuyện rồi trời, xếp thuyền rồi đặt qua lên rồi thả trôi theo dòng nước, trời ơi. Thả qua đồ nó lãng mạn thế ớn à. Chứ sao, thời của em chưa chắc lãng mạn như chị. Chị ba, có nghe nè. Cái gì? Thường ở chỗ mình á, đại nhạc hội về á, là ta có xe lam đi vòng vòng rồi rao la đồ ha. Rồi viết nghệ sĩ xuống giờ, sao không nghe rao dữ mà thấy có mùi lấp ló ngoài kia ghê kìa. Ôi ngầu quá, ngầu quá. Đưa nhà mình. Ai ơi, kiếm ai? Hello. Dạ, em đã phải ngon. It's me. Dạ, trong nhà em có nhưng mà là chị Hoa chứ mà chị My. Oh my god. Không, không có guốc. Oh my darling. Nè, darling là gì? Mệt quá anh nè. Ê,
Trời ơi, anh Cú Bi. Anh đi. Anh Cú Bi, anh Cú Bi. Tắt nhạc. Anh Cú Bi về nè, anh Cú Bi. Bậy. Cú Bi cái gì mà Cú Bi? Anh bây giờ là Bi Brand. Bi Brand có nghĩa là Bi tắm dưới trời mưa, ướt nhẹp, mát mẻ, Bi Brand. Mát mẻ không? Mát mẻ. Thấy mặc bộ đồ sao nóng như trời. Đó, tuy nóng nhưng mà đối với Bi Brand là một sự, nói chung là một sự mát mẻ. Em có nhớ ngày xưa tên anh là gì không? Em biết luôn nè, ba anh đặt anh đó là Nguyễn Văn Bi. Ê, Nguyễn Văn Bình. Ok. Rồi đó, má em thì kêu là Cu Bi. Đúng, anh là Nguyễn Văn Bình, má em và má anh cũng đều gọi anh là Cu Bi. Nhưng mà qua bên đó mình phải cái tiếng Việt mình là cái gì, mình phải thích hợp à không mình à cập nhật mình cập nhật nên anh đã được pháp danh là cái gì, à, cái gì? Pháp danh nữa giờ không trong chùa vậy à, cái gì nhũ danh cái gì oh my god, anh có cái biệt danh là Biran. Bi hả? Dạ, công nhận á. Mới về đẹp ghê anh ơi. Thôi, nhìn giống con sư tử dễ sợ. Lông quá trời lông luôn. Em, dạ. Em biết không, nãy anh vừa ra khỏi xóm cũng vậy. Dạ. Mọi người ồ lên nói ở Thảo Cầm Viên được bưng về ở dưới huyện mình rồi. Nói có sư tử xuất chuồng. Anh vui. Vậy mà vui. Anh vui. Ồ, darling. Xem em không nói tiếng nào hết trơn mà em định chui tủ thờ em trốn vậy. Anh ơi, anh làm em bất ngờ quá. Không phải riêng em mà nói chung là cái gì à, mọi người we are chúng tôi à, cái gì nói chung là they are tiếng Anh là they are. Em hiểu vậy ông ơi, là nói chung là mình hiểu là nó gói gọn chung mọi người ai cũng bất ngờ vậy thôi. Ôi dạ. Dạ anh ngồi đi để em rót nước cho anh uống nha. Kêu không nói tiếng Việt đi quá. Anh ơi dạ đúng rồi. Anh nói tiếng Việt chứ anh nói tiếng nước ngoài em với lại thằng bé ba không có hiểu. Oh my god. Anh sorry. Anh xin lỗi. Qua bên đó ăn đồ Tây nhiều quá. Ăn đồ Tây nhiều quá. Giờ lưỡi nó cứng. Anh làm em bất ngờ quá. Anh ngồi đi để em rót nước cho anh uống nha. Ngồi anh. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì đinh sợ rách. Chúng ta đinh. Đinh. Đinh nó cắn. Em tưởng là chiều anh mới qua. Em đâu có ngờ là anh qua liền bây giờ. Thôi thì anh cũng định là chiều mới qua thăm em với lại gia đình. Nhưng tại vì anh đang ở ở cái house của mình, ở cái nhà ở cái thông cái nhà ở cái nhà ở cái nhà của mình đó thì bà con lối xóm cứ qua cái gì rồi bu muối mít đó cái gì đó tiếng Việt là cái gì đó em đi qua thăm nó không qua chơi không qua chi vui qua bu qua bu đông quá cho nên là anh chết đi cái gì kia cái gì anh mệt anh không thở nổi anh nghẹt anh cái đường thở mình nó bị sụt á stop á cho nên là anh mới qua đây anh sẵn tiện chân là thăm gia đình luôn mà mất kiến ai lấy rồi để tự nhiên tưởng bị ăn cắp mất hồn anh sorry. Anh ơi, em thấy gì nè, anh biết sao không à? Tại vì á lần đầu tiên anh ra nước ngoài du học, cái vùng mình nó chưa có ai ra nước ngoài du học bao giờ hết. Cho nên á, khi mà thấy anh về đó nên bà con đến để muốn hỏi thăm anh cái hoàn cảnh sống ở bên bển ra sao thôi. Đúng mà. Mà nếu như mà họ mà nghe được anh nói là bù như muối mít hay gì rồi bù muối mít á, chắc là buồn lắm đó anh. Buồn gì buồn? Buồn cái gì đâu có buồn. Con đâu có buồn. Nói chung là thật sự thì không phải là anh khi dễ, anh coi thường bà con ở trong cái xóm của mình. Nhưng mà thật sự thì anh cứ muối mít gì cái bu như vậy đó là đâm ra anh sợ anh ngợp thở anh thở không có được. Với lại anh thấy vậy mấy đứa nít ở xóm mình đó, mấy cái children á, chiêu rình
anh quen, xin lỗi, anh bị quen lại quen bên đó nữa rồi. Mấy đứa nhỏ đó, cái hand với cái foot massage đó em. À quên, foot, foot không có massage. Cái hand với cái foot á. Nó cái foot là cái chân, cái tay là cái hand. À chân tay á. À cái chân tay, anh xin lỗi, anh sorry nữa. Anh lại nói tiếng bên đó. Nói chung là cái tay nó bị dơ quá, nó bẩn thỉu quá đi. Nó không có gút cho nên là nó làm quần áo rồi dính tùm lum. Anh thấy nó không có được tốt nên anh qua đây thăm mọi người. Vậy chứ anh qua nhà em, anh không sợ nhà em ngu anh hả? Chị thì đâu có, đâu có đâu, anh qua đây là để thăm em mà. À, em hai vô, em phai không lấy dao hả anh? Gì phải đâu dao gì dao phai? Ông không, no, no, không phải, anh hỏi là em khỏe không, em phai lại chắc em tốt hả? Trời ơi trời. À, còn gì tắm que? Dạ gì? Má em không có tên tắm que. Tám không à, chứ không có tắm que. Oh, I'm sorry. Chắc phải uống miếng nước vô cho nó sorry thôi thì. Đợi chút xíu. Sao? Thì mới về nó cũng chưa quen với lại cái tiếng của mình. Anh xin lỗi nha. Vậy? Trà hơi đắng, bị đắng. Anh ở bên đó anh uống trà cái, anh uống trà hồ lô á. Cái gì? Trà ô lô cái gì? Ồ trà ô long à, trà ô long. Cái bỏ miếng đường vô nó ngọt ngọt quen. Cái uống trà này á, cái anh nó bị đắng mồm quá. Ê. Công nhận đi, anh đi lâu về á, thấy hai chị em con đức tính giống nhau ghê á. Cái gì vậy? Lỡ mắt nhìn anh như quái vật á. Hiểu rồi. Anh hiểu. Về nãy giờ mà không cho bà thằng nhỏ nó nhìn anh chứ gì. Có kẹo để trong túi quần nè. Thì với chuẩn bị hết thôi. Nít làm phiền xoa cho ông, cho đứa cục kẹo. Em cũng giống mấy đứa nhỏ rồi đúng không? Thích ăn kẹo. Nhem túi quần sẵn. Cho kẹo em ăn. Trời ơi. Thôi đi. Em đâu có bu anh hồi nào đâu, cho kẹo làm gì giống mấy đứa nít kia. Không có đâu à. Ngon lắm kẹo này. Kẹo bên nước ngoài ngon lắm. Ăn nó ngon kẹo nước mình luôn đó. Chưa. Thôi đi, kẹo đi dài lắm, ăn có vô đâu. Hẹn ăn anh ăn nha. Kẹo ngon. Kẹo ngon lắm. Em nói anh nghe. Tôi qua bên đó, mình làm gì làm, mình phải cập nhật với người ta, đúng không? Anh biết anh giờ khác không? Quá khác không? Quá khác. Được ha? Ờ. Thôi, nên bây giờ em kêu má em ra nghe. Khác quá. Bà qua, chịu đựng nha. Nó sao á giờ nó không hiểu cái xì tai của anh. Đây là xì tai mới của anh, nó không hiểu, em biết không? Cái xì tai này á là một cái xì tai mà nước ngoài gọi là tông xì tông đó. Mặt đẹp cho nó lạ, để anh mở nhạc lên, anh biểu diễn dài đường cho em coi. Yeah, màu khắp phá bằng những khát khao tôi vươn tới ngày mai. Mắt nó là hư. Đi ra, đi ra. Ê, tay đâu tự nhiên vô nhà tôi vậy cha? Lộn nhà rồi, đi ra, ra. Oh my god. Gót, ai gót? Gót, gót. Bác Tám. Con là Bi Ren. Gì? Ai ạ? Anh Bi đó má. Thành Cú Bi. No Cú Bi. Bi Ren. Tổ cha mày đi trời đất ơi. Ôi, bác không nhận ra con vậy đó. Trời đất. Bác Tám mà ha vô. Vô bà nội mày chứ vô. Trời đất ơi, mày nói chuyện với bác Tám mày làm gì mày nói chuyện kỳ con cháy. Dạ con xin lỗi. Bác Tám khỏe hả bác Tám? Khỏe. Trời ơi con ơi, đi đâu để dính ba cái lông dữ vậy con? Ê, Lâm này mắc tiền lắm, nó đụng vô, nó xúc hoài con dáng mệt lắm. Kiểu vậy đó hả con? Kiểu cái tay nó vậy á. Cái gì? Cái kiểu nó là như vậy đó bác Tám. Trời đất ơi, cái gì vậy con? Mày đi đâu mới chừng 2 năm về bộ bị thục lưỡi sao nó nói tiếng tay tiếng ngu như vậy? Dạ tại con chưa quen với lại cái cuộc sống ở đây nên là con nói con còn rặn ra mệt lắm, nhưng mà giờ nói được, con nói được, bác Tám nói được rồi. Dạ. Con là như thế vậy. Bi thì ghét anh. Ta nói mày nghe nè Bi à. Trời ơi cô Bi. Bác Tám.
Dạ con xin phép bác Tám cho con có một cái đánh tránh nhỏ này được không ạ? Nói đi. Dạ bởi vì con qua bên đó người lịch sự người ta không kêu bằng cu bi. Dạ ta kêu đâu là bác biết rồi, kêu bằng bin. Dạ bin, tao trong giấy khai sinh bin. Dạ nên cũng đừng nên kêu bin nữa, đừng nên kêu bin, con là Nguyễn Văn Binh. Bác Tám đừng gọi con là binh hay bi mà gọi bằng cái họ á. Con là bác gọi con là anh Nguyễn, con gọi bác Tám là Trần Thị Bé Ba, Trần Thị Bé Tám đúng không? Gọi là bác Trần. Trời ơi tổ cha mày, mày làm cái gì mày nghĩ sao mày lên mày lôi cái tên họ tao ra mày kêu như vậy? Nè nói cho con biết ở đâu thì đi á, bác không biết sao hết, nhưng mà đã về đây rồi thì phải nghe theo lời ở đây. Ở đây người ta làm sao phải làm vậy, cứ tự nhiên lôi họ ra chi? Làm như vậy con thay đổi vậy bà con nói sớm á, người ta cười mình biết không? Có ai cười chứ bác? Con nghĩ là không ai cười mình đâu, tại mình cập nhật ở nước ngoài như vậy. Cập gì về đây là phải theo đây. Dạ. Sao tóc tai bị cháy dữ bây giờ thè con? Dạ ăn tông, bị nó phải tông theo tông nó bác Tám. Con phải tông theo tông nó Tám. Dạ. Nè, nói chuyện với anh đi, bây giờ vô dọn cơm cho mày ăn nha. Bác Tám này làm món gì vậy bác Tám? Cá lóc kho tiêu mà con hay khói ăn đó, như là rau dền á. Cá lóc hả? Cá lóc thì con sợ con mới về con chưa cập nhật ăn uống được đó bác Tám. Cặp cái con khỉ đó, để tao vô tao lấy dọn cơm lên cho mày cặp gì trời, mặc áo lông con. Anh chui tuổi thờ hoài vậy, chán. Anh vô anh lội ra nha. Anh ơi. Né tuổi thờ vậy, tuổi thờ không có dáng đẹp đâu. Để hình đẹp chứ còn đứng tuổi thờ không có đẹp. Dạ, anh ngồi xuống đi em rót nước cho anh uống đi nha. Anh rót được không? Anh cầm anh rót cho. Dạ. Sao em nhìn anh quá. Có gì lạ không nhìn dữ vậy? Anh có quà cho em. Biết. Em cứ giống mấy người lớn sống, gặp anh giống như muối mít. Quà phải không? Có quà, nhưng mà quà gấp để quên quà nha, nên không có đem theo. Có quà. Thích danh lịch không? Danh lịch 3 trong 1. Nịch cũng được, làm băng đô cũng được, hiểu không? Chơi nhảy dây cũng được, làm cái võng nằm buổi trưa cũng được, nói chung là tiện lắm. Anh tặng cho em nè, không thấy hả? Con lấy anh địch lại nha. Em biết không, bây giờ ở bởi là mặt xe hoạt tông sự tông đó, em biết hả? Đâu có được, cái này là không có tông nè, cái bàn ghế này là không ăn tông nè. Anh ơi, xin lỗi. Sao vậy anh? Hồi xưa tới giờ thì cái bình này nó vẫn màu này mà anh. Anh thấy nó cũng vậy mà bây giờ mình qua nước ngoài mình phải cập nhật đó. Xin lỗi, cho anh lấy cục kẹo ra, nó ngọt họng, nói chuyện nó muốn ho. Anh nhét cái chân cho giống xương gươm nha. Sao? Đúng là cái ngày xưa là nó y chang vậy, nhưng mà bây giờ đó, bây giờ người ta theo catalog là tông sợ tông, là cái màu bàn phải ăn với màu bình, em hiểu không? Không mấy giờ vậy đi, chút mình sơn cái bàn này cho giống cái bình đi. Không mà thôn vậy tốn sơn nhiều quá, phải làm mình sơn cái bình giống cái bàn. Dạ. Ủa, cũng được, nói chung là mình phải làm cho nó giống nhau giống như anh nè. Em thấy không, bộ đồ này nha, là ăn với cái máy đó. Ăn với cái máy nè, ăn với cái máy ha. Tại sao có mặc một cái áo mà nó khoác đỏ ở bên trong? Tại sao? Là tại vì đó là cái máy này.
ở nó có mấy cái mũi tên nè, chỉ dẫn nè, nó cũng màu đỏ, nó ăn tông, em hiểu không? Cái gì nè, ăn tông vậy nè đó. Mình phải là theo catalog, em biết hả? Anh ở nhà là đủ màu á, áo màu nào là cầm cái máy màu đó đó. Ủa sao em nhìn anh có ánh mắt nó sao sao á? Anh ơi, em muốn hỏi thăm anh là ở bên đó đó anh học hành sao hả anh? Anh học tốt lắm. Anh đã hứa với em từ lâu rồi là anh ráng học để anh được cái tiền học bổng. Anh là năm nào anh cũng đậu thủ khoa và anh được tiền rất nhiều, thế là anh nên tranh thủ về đây thăm em và gia đình vậy thôi. Quá à? Dạ. Xuống dọn cơm lên cho anh ăn nè con. Dạ. Anh ơi, để em xuống em dọn cơm ha, anh ở lại ăn cơm với nhà em nha. Cảm ơn em, anh chắc anh không ăn được đâu. Anh mới về đây, anh chưa có quen với lại cái ăn uống ở bên đây đó. Anh ta nói là cái gì? Kim thủ quỷ gì đó, kim thổ gì? Cái gì? Kim mộc thủy quả thổ. À ok. Anh chưa quen kim mộc thủy quả thổ đó, ăn uống nó không có được tiện lắm. Để mấy giờ chiều nay mình ra huyện mình ăn nhà hàng nhé. Dạ không. Thôi hay là anh đi ăn mình đi, em không có quen đi ăn nhà hàng. Dạ. À, cũng vậy cũng được ha. Thôi anh về nha. Anh về rồi anh phải đi sửa cái máy. Sửa cái máy, con mắt nó bị yếu. Rồi sẵn á là anh sơn màu xanh luminer luôn. Lý sao? Tại vì ngày mai định mặc bộ đồ xanh luminer. Sơn cái máy xanh vậy, ăn cho nó theo tông vậy đó mà. Anh về nha. Dạ con về luôn á Tám ơi. Về đã con. Trời đất ơi, sao mà lông rụng tùm lum thế này con. Lụm lụm chiều đem về cho nó dán nó lại con ơi. Sao buồn vậy hả? Thôi, có gì đâu mà buồn. Thì nó đi về đây nó chưa có quen nữa mà. Rồi từ từ đi con. Từ từ thì nhắc nó để cho nó sửa đổi nghe chưa. Thôi vô ăn cơm nha má. Đi, vô. Trời đất ơi, nó rụng rãi đầy hết vậy nè. Đi ăn cơm với má nè. Ông Bảy, mày không chịu qua. Tới nay bà con bển người ta hỏi thăm mày quá trời á. Con sợ hơi người lắm. Qua bển mọi người bu con như là ruồi bu muối. Muối mít nữa phải không? Này nghe, chết mày nghe chứ con. Bà con đây người ta sống tình cảm là không có nói gì được nghe chưa. Nãy tao phải nói đỡ cho mày. Tao nói là bị gì thằng Bi nó bệnh rồi. Nó nằm liệt giường liệt chiếu gì rồi. Tao nói chút xíu nữa người ta bu qua thăm mày đó. Trời ơi ba. Thôi con sợ hơi người lắm ơi, con đi trốn đây. Thôi, khỏi trốn con. Tao biết mày qua mà. Chính vì vậy tao nghe người ta tính qua thăm. Người ta mới nói là thôi đừng có qua. Bị gì nó nằm liệt giường, liệt chiếu, lặt lìa, lặt lội. Rồi miệng thì mê man, nó sảng tay, bắt chuồn chuồn. Chắc nó sắp đi rồi đó. Trời đất ơi. Ba nói sao vậy ba? Tự ba trụ sắp chết là sao vậy? Con đang sức trẻ. Ba nói là hái qua bắt bướm. Tự nhiên nó bắt chuồn chuồn sắp chết thì còn gì nữa. Vậy mới vừa với mày chứ sao? Mày riết rồi nghe đi có mấy hai năm thôi. Mà thấy mày giờ như không phải là dân của cái xứ này nữa sao á. Thôi đây nè. Nãy mẹ hôm qua, ông Bảy có gửi cho 1 chục trứng gà mới đẻ sáng á. Với lại bà Tư có gửi cho 2 khô cá lóc nè. Trời ơi, ba ơi con lại ba cất giùm con đi. Gì vậy? Thôi muốn chết luôn à. Cá lóc gì hôi rình nè, mà ăn cái gì? Ủa cha mày, cá lóc mà mày nói hôi hả? Vậy chứ đó mày ăn cái gì? Hả? Nhưng mà phơi ở ngoài nắng rồi, vi trùng nó bu vô ăn bệnh chứ. Nít nghe chưa? Cái này là tấm lòng của bà con. Nói có nên ta buồn, nghe chưa? Con này chết đói. Ba muốn thuốc mình bằng mùi hôi của cá hay sao? Bực mình. Alo. Dạ cho hỏi phải chị Thu Mộng không ạ? Dạ chị khỏe hả chị? Dạ em nói chị rất là mát tay cho cái vụ mà đưa người đi á mà. Dạ, cảm ơn chị. Ngày em dễ tìm lắm. Dạ, chị tới đường đất đỏ ha.
cái chị quẹo vô, chị hỏi nhà ông hai mà có đứa con tên là Bin Ren á, mới du học ở Đài Loan về á mà. Dạ, chứ gặp chị ha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Nè con. Dạ. Ngồi đi. Bữa giờ nhà mình đông người qua lại khách khứa tới, thành ra không có hỏi thăm. Sao rồi? Mày cái chuyện làm ăn của mày bển sao rồi? Dạ thì con cũng bình thường thôi. Tao nói cái chuyện mày đi lao động của mày bển á sao? Trời ơi, bà giết con hay sao vậy? Ví dụ hợp tác lao động là mình, cha con mình là thống nhất với nhau là không có nói. Nói con đi du học mà ba. Cái thằng này ngộ ghê không? Tao không hiểu mày học ai cái tánh kỳ cục vậy đó. Thấy không? Trời ơi, bây giờ mày đi hợp tác lao động thì cái nói là hợp tác lao động bà... chứ cái mặt gì mà phải đi nói giấu người ta là đi du học này du học nọ làm cái gì? Nhưng mà, hả? Nhưng mà con nói không có được. Sao không được? Con đã hứa với Hoa rồi. Hứa với Hoa là con phải đi du học và có thật nhiều học bổng, và từ cái học bổng đó là con sẽ học thành tài, mà hiểu không? Thôi con. Bây giờ đi học qua biết qua cười mặt con sao ba? Bây giờ mày đi lao động thì cũng có sao có chết ai đâu, cũng là mồ hôi nước mắt của mày mà. Mày nghe, mày cứ giấu cái kiểu đó đi. Cái kim trong bọc nó lâu ngày cũng lòi ra thôi, không có giấu được ai đâu. Ba, ba đừng có là bực ghê. Kim trong bọc ta bọc giải dễ lòi ra, tôi bọc sắt, bọc bê tông sao lòi được? Đụng vô gãy kim. Trời ơi. Trời, ai xây nhà mà giọng cừ dữ vậy nè trời. Sao rung dữ vậy nè? Cho em. Để chị hỏi thăm đây, cái vẻ nhà ông hai có đứa con trai đi học du học ở nước ngoài Đài Loan về không? Dạ đúng rồi. Hàng gì đất rung quá. Trời ơi. Ủa chị đi nhẹ nhàng lắm mà. Không biết sao em cảm giác rung dữ lắm chị. Cưng đó hả? Ủa, chị phải... À đúng rồi, giọng nói này. Ừ. Có phải chị là chị Thu Mơ không? Không có, chị Thu Mộng. À đúng rồi, chị Thu Mộng, đúng quên. Mộng với Mơ cũng có một, em quên. Em đó hả? Dạ em là Rin Bin Bin Ren. À, gọi điện cho chị đó. Đúng rồi. Ôi ôi, Việt Kiều Đài Loan có khác. Chào chị. Ôi, dạ. Rắn trẻo mập mà, tướng sang quá trời luôn. Dạ. Ha. Em mời, dạ, mời chị ngồi. Dạ. Trời ơi, sao cưng biết chị mà cưng ơi gọi điện cho chị vậy? Dạ, tiếng lành đồn xa. Dạ, nói là chị mát tay lắm, coi đưa ai đi nước ngoài hợp tác lao động được thành công hết trơn. Giờ bây giờ khá giả dữ lắm đúng không chị? Đúng, trời ơi, bởi tao nói tiếng lành đồn xa, em tìm chị là đúng rồi đó. Đây nè, chị có bộ đây, cái cà thấy đây, chị kiếm. Ê nè, công ty của chị làm ăn rất là uy tín đàng hoàng nha. Có đường dây riêng hẳn không ai nghe cưng. Đưa người là bảo đảm đến nơi an toàn. Mà cái chi phí đưa cho chị rất là thấp. Mà cái chỗ làm rất là ngon lành, ăn ở thoải mái, lương lại cao. Có một mấy cái chỗ khác á, chi phí nó mắc mà cái việc làm nó không đúng với ý mình, phải không? Đúng rồi, chị ơi. Em thật chị nghe, qua bển em cũng chật vật lắm. Thật ra em muốn đi những nước mà nó máy bay á chị, đường máy bay nó lâu chút, nhưng mà không có. Rồi đi mấy nước gần đây nè chị biết không, làm cũng không được dư giả nhiều hết trơn. Trời ơi, gặp chị sớm là đỡ biết bao nhiêu. Bởi vậy đây nè chị, công ty của chị là đa quốc gia. Ồ. Em muốn đi nước nào cũng được, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Canada, thậm chí có Iraq cũng có nữa. Còn bánh khiên bom mà làm gì? Đâu có, làm công nhân mỏ dầu. Trời chị vui quá, trời vui à. Đây, chị đưa em cái bản báo giá. Đó, dạ. Muốn đi nước nào là có. Đó. Nhưng mà chị lấy chi phí đầu tiên là 10%. Là 10%? Ví dụ như 2.000 đô, chị lấy 200 đô. Đi để chi? Để chị lo thủ tục hoàn tất. Một tháng nữa chị sẽ xuống rước em lên, tập trung tất cả, đi một lèo. Đó. Trời ơi, hay quá hả chị hả? Trời ơi, thật. Thật ra nói chị vậy, sao? Qua bển cũng được 2 năm nay rồi. Qua Đài Loan đó hả? Dạ, thật ra thì em... Rồi qua bên đó em làm gì? Thợ sơn. Trời ơi, mặt vậy mình làm thợ sơn. Thợ sơn, chị biết không? Sơn cửa, sơn cái gì còn mặc gì sơn đó. Sơn có nhiều khi buồn quá em sơn lộn quần áo em biết luôn đó chị. Trời đó, mà kêu leo mấy nhà người ta sơn nữa. Em chị không nổi, rồi em mới xin về đây nè. Mà thật ra về đây em rài đó thì cũng dành dụm dư được chút đỉnh thôi. Rồi giặt cũng gần hết rồi. Trời ơi, xui quá, gặp chị mà em mà gặp chị trước hai năm đó nghe. Trời ơi, tiền của em dư biết bao nhiêu cưng. Trời ơi, thôi. Thôi, điện thoại rung. Xin lỗi em, chị nghe điện thoại chút xíu. Alo, ai vậy? À, Tú hả? Sao? Thành ông chủ nhà hàng nè. Trời ơi, chúc mừng em á. Sao? Mai mời chị qua khai trương hả? Rồi, cảm ơn. Thôi kệ đó, mới đầu thì làm nhỏ nhỏ, là mốt mình thành ông chủ lớn ha. Rồi, cảm ơn nghe. Mai chị tới. Ai vậy chị? Cái người này hồi xưa chị giúp đỡ ở bên Úc.
Dạ. Mới làm có 2 năm mà dư tiền bạc bây giờ mở nhà hàng, mời chị ngày mai qua khai trương. Trời ơi chị ơi. Chị ơi phải chị gặp chị sớm là em sướng biết là bao nhiêu mới rồi. Thôi để em xem hợp đồng nha chị nghe. Xem hợp đồng đi. Để em xem hợp đồng. Đây là cái bạc em coi đi ra để em muốn chỗ nào mà. Em nói đây nè, rồi còn đây là cái ký, cái bản hợp đồng. À, được cái em tiền vô đây để em ký tên vô ha. Rồi đưa cho chị 200 đô ha, dành chi phí xong rồi cái tháng gì trước em lên. Đi. Dạ. Nè nè, khi nào lên máy bay đó nha, ở đây tôi mới nhận tiền. Quá ngon lành thiết chưa? Dạ. Trời đất ơi. Nó coi đi nè, em dạ. Coi muốn nước nào cũng có đây nè, đây các bạn ơi. Chị Thu Mộng mà em giới thiệu cho chị, đây là Hoa, bạn gái của em, còn đây là bé Ba, em của bạn gái em. À, thôi bây giờ nhà có khách thì thôi chị đi về, để chị để nè. Không không sao chị, người nhà cả mà. Người không sao chị à. Em ngồi. Em qua đây tìm anh có chuyện gì không? Anh ơi. Bác Hai đâu rồi anh? Bác Hai. Đây, tao đây nè. Có dạ, chim con. Bác. Dạ thưa bác, má con nói là qua mời bác với lại anh Bi qua nhà tối nay để dùng cơm á bác. Tại vì bữa nay anh Bi về mà má con chưa có tiện làm tiệc cho đại anh. Trời ơi, chị bển thiệt tình. Khách sáo quá trời, nhà bển nhà ở đây cũng như một chứ có cái gì đâu. Thôi được rồi, để tối bác với nó qua bển ăn cơm luôn ha. Dạ. Thôi ngồi chơi con ha. Bye bà, bà. Dạ. Theo tao. Có phi vụ cho mày làm. Xin giới thiệu đi em. Đây là chị Thu Mơ. Thu Mộng. Chị Thu Mộng. Dạ chào chị. Dạ chào em. Người sẽ giúp cho anh sau này sẽ đi sẽ đi du học ở Úc. Đi du học nữa anh. Du học ở Úc. Chị qua đây chị lo giấy tờ đi cho cậu này đi du học đó mà. Anh ơi. Hả? Em nói nghe nè, cái chuyện mà đi du học đó hay là để anh tính toán đàng hoàng đi rồi hắn quyết định nha anh. Em ơi em sợ chị lừa gạt phải không? Trời ơi em coi cái cả physique của chị coi, công ty chị làm ăn rất là đàng hoàng hẳn hoi, đừng có sợ gì hết trơn, lên máy bay rồi mới nhận tiền. Cứ bình tĩnh, chị hiểu mà, tâm lý phụ nữ mà, cái người ở lại lúc nào cũng lo cho cái người đi xa á. Nhưng mà cái người này nè, trời ơi đi qua bên nước ngoài ta làm ăn lên á, ta học ngành thành tài, về đổi đời lên, em phải ủng hộ cậu chứ. Dạ xin lỗi chị, anh nói nghe nè. Em. Anh. Nhưng mà cái chuyện này rất là làm sao? Anh có coi kỹ gấp gáp của chị chưa? Rất là đàng hoàng, đã đưa nhiều người du học thành công thành tài hết mà. Đúng mà rồi. Chỉ có 2.000 đô thôi. Nhưng mà chị lấy trước chỉ có 200 đô thôi em à. Làm thủ tục đó. Nhưng bây giờ nếu mà về gia đình nghi ngờ, thôi bây giờ chị đi về đi. Rồi có em suy nghĩ lại, nhưng mà kỳ sao mà em muốn đi Úc nha. Có phải đợt sau à? Chị Mộng, yên tâm, em ký liền. Em đưa trước chị 200 đô. Rồi. Chị thích người nào mà quyết đoán lẹ làng á. Ok chị cầm rồi. Em nha. Em giữ ha, là chị đã nhận em 200 đô. Em gửi chị 200 đô nha. Rồi, nè, em có gì mà thắc mắc, gọi điện cho chị. Đấy nè, cái cả chị điện thoại lúc nào chị cũng trực tiếp gặp em ha. Cảm ơn nha. Em yên tâm. Cảm ơn nha. Chị đàng hoàng lắm. Chị gọi cho chị nha. Mình sẽ đổi đời. Anh sẽ đi Úc đổi đời. Không đi nước gần ở đây nữa. Anh ơi. Hả? Sao lúc này em thấy anh sao đó? Hồi nãy anh nói cái gì? Anh đi đâu? Anh đi du học. Anh đi du học. Chứ đâu có hợp tác lao động đâu. Ủa? Ôi sao em... Sao anh đang nói lung tung vậy? Lúc thì anh nói hợp tác lao động, lúc thì nói đi du học. Em không có tin nổi đó. Em quá lời đó. Giấu em không? Em quá lời rồi, em nghi ngờ quá đáng đó. Anh đi du học mà cái hợp tác lao động đâu mà em nhìn anh kỳ cục vậy? Anh là anh không muốn sống ở vùng quê này nữa. Vùng quê nghèo nàn lạc hậu, ô nhiễm môi trường. Lúc nào cũng là đủ thứ mùi này mùi nọ. Bay quần rồi đủ. Anh mệt, anh không chịu nổi đâu. Anh đổi đời à? Anh ơi, anh nói cái gì kỳ cục đề vậy? Em nói thiệt nha. Thiệt sự là bây giờ em không hiểu nổi anh nữa. Tại sao anh thay đổi nhiều quá như vậy? Anh biết không, hồi nãy giờ là anh nói là anh chán cái vùng quê này quá, anh chán những con người ở đây quá. Mà anh có biết, chính vùng quê này, chính những con mương, chính những dòng sông này và những con người chất phác ở đây đã lo cho anh, đã chăm sóc cho anh từ hồi mà anh còn thơ ấu đến bây giờ mà anh. Sao bây giờ anh lại quay ngược lại như vậy? Bây giờ anh cứ lo cơm áo gạo tiền thôi mà anh không biết đâu, đồng tiền có khi không mua nổi những tình cảm đó đâu anh à. Em quá đáng với anh lắm rồi. Anh nói những cái lời vậy mà nghe được à? Anh không thích thì không thích. Anh muốn là đổi đời, lo tương lai thay với mình thôi. Em mắc cười quá, em lên lớp anh là sao vậy? Thôi anh đừng nói nữa. Em không tranh luận với anh nữa đâu. Em đi về đây. Khoan đã con. Giờ tôi bắt. Đứng đây đi. Thằng quỷ sứ. Nãy giờ tao đứng bên ngoài, tao nghe tao sôi gan sôi ruột đây nè. Cái gì vậy hả con? Mày đi có 2 năm trời thôi, bây giờ mày về mày đổi khác là sao? Hả? Mày chửi cái vùng quê này hả con? Mày chửi đi ha. Mày chửi cái mảnh đất này nè, bởi vì nó sinh ra một cái đứa con bội bạc như mày đó. Dạ, Daddy à, con nói Daddy nghe. Không, mày đến nha, tao giả cho mặt mày liền nghe chưa. Mày nói chuyện với tao, mà nói tiếng Tây tiếng U là sao? Daddy có con khỉ. Dạ thưa bác. Dạ thưa ba, thật sự á, là con muốn
lo tương lai tụi con sau này thôi. Mày đừng có nói cái gì hết ha. Mày đi hợp tác lao động thì mày cứ nói là má hợp tác lao động hồi nào con đi du học hợp tác lao động hồi nào mà hợp thôi con mày đừng có nói đi du học với con ha. Tao đi tao tri hôi cả làng cả xóm nó biết cái trơn trọi rồi. Mày không có ai mà cái đi du học cái kiểu như mày trơn trọi, những người hiểu biết người ta xử sự đàng hoàng, không phải cái thứ như mày đâu. Anh ơi, anh nói cho em biết đi, có phải sự thật là như vậy không anh? Anh đi hợp tác lao động. Anh đi hợp tác lao động sao là anh giấu em? Tại sao anh nói là anh đi du học vậy? Ừ, thì anh đó, anh đi hợp tác lao động đó. Mà tại sao anh phải nói dối mọi người? Anh không muốn em coi thường anh. Anh muốn rằng á, trong đầu của em, anh là một người chồng hoàn hảo. Anh từng hứa với em như thế nào em biết không? Anh hứa rằng đó, anh sẽ đi du học ở nước ngoài, anh sẽ có nhiều học bổng để mà anh thành tài, sẽ lo tương lai của hai đứa mình. Không về qua bển là đi hợp tác lao động, anh chấp nhận đó. Em biết cười anh đi. Tại sao lại nói vậy chứ? Làm sao mà em có thể cười anh được? Lẽ ra anh phải bàn tính với em trước chứ, tại sao lại dối em như vậy? Chị ơi, con xin lỗi chị. Con xin lỗi tía, vì con đã làm cho tía phải giả lấy, tía phải giấu giếm tất cả mọi người. Thật ra nãy á, mấy con khô á mà tía đem về đó, con thèm lắm. Lâu lắm rồi con không được ăn những con khô của vùng quê mình. Nhưng con suy nghĩ con nói vậy thôi. Wow. Anh xin lỗi em, anh không xứng đáng với em. Thật ra anh làm như vậy là anh cũng muốn lo cho tương lai của hai đứa mình thôi. Dạ thưa bác, thôi thì bây giờ anh Bin cũng đã biết lỗi rồi, anh xin lỗi bác rồi. Bác ơi, vậy thì bác tha thứ cho anh nha bác. Khoan con, đó là mới tập 1 thôi con, còn cái tập 2 này mới gây cấn nè. Bé ba, dạ, trình bày. Anh có biết cái bà mà mộng thu, mộng thơ, mộng mơ gì của anh không? Đó. Thu mộng. Đó. Tôi nói hồi nãy á, bác ba đi vô, bác hai nè đi vô á, thấy bà nghi ngờ quá mới kêu em chạy lên công an phường, đó báo mấy chú công an hả, đón đầu bà ngoài kia kìa. Lục vỏ bà anh biết hả? Mười mấy cái tờ hợp đồng luôn, có tên của anh nữa, rồi hả? Mấy ngàn đô luôn á, bà lừa nhiều người lắm á, anh nằm trong luôn. Anh ơi, vậy là cái bà thu mộng hồi nãy á là đưa anh đi hợp tác lao động đó anh? Cái hợp đồng. Hồi nãy 200 đô anh đưa cho bà đó. Không, chắc em nghĩ sao chứ, ta có cạc với giết đàng hoàng số điện thoại mà. Anh ơi, bỏ mấy chục ngàn in được cái hộp cạc rồi, còn điện thoại ma mà. Không có, anh có số điện thoại mà. Anh nhiều người đây. Thành đạt lắm mà. Số máy điện thoại này không có thật, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ủa làm sao tiếp? Là coi như mày gọi nhầm số điện thoại ma rồi chứ sao nữa hả con? Trời hả? Bây giờ vậy là lỗi của con nữa hả tía? Chứ sao nữa, bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Dạ con sáng lắm rồi tía. Mày cứ cho là những người dân quê ở đây nè là coi như dốt nát quê mùa, không có hiểu biết cái gì hết trơn. Nhưng mà người ta vẫn còn nhìn thấy được cái nào đúng cái nào sai. Dạ. Ai tốt ai xấu chứ không phải như mày. Dạ. Em ơi, em tha lỗi cho anh nha. Tía ơi, tía tha lỗi. Tao không tha cho mày. Mày chết mày với tao. Tía ơi, 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 mày sao tiếng Tây thì không tha lỗi cho mày. Mày chê khu ta làm khu tối. Mày đáng đời cha Bi, già đầu vậy á mà còn bị ba dí đánh vòng vòng vòng. Thấy chưa, như bé ba này nè, sẽ không bao giờ sống theo kiểu của Biren, tục danh Nguyễn Văn Bình, chạy theo của ba ông đáng không tiếc. Chờ đến phòng với ba ơi, bác hai, chờ con đi.